Em chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người đó là cái hub tiếp C ra hai cổng ha. Mà sản phẩm của nó là ZHZ321. Đầu vào của nó là cổng tiếp C nè. Ra hai cổng HDMI và VGA. Mã này nó ra được hai màn hình song song cùng lúc giống nhau ha. Bây giờ mình test thử cổng HDMI nha. Thì tiếp C thì mình có thể kết nối được với điện thoại nè, máy tính bảng có chức năng xuất hình ha. Hoặc là nó có hỗ trợ cho mắt M1, M2, sụp phay, Thunderbolt 3 và 4 là mình có thể kết nối nha. Ra màn hình TV, máy chiếu, cổng HDMI và VGA. HDMI thì cái độ phân giải của nó là 4K, 30Hz ha. VGA là 1080. Để ra hai màn hình song song cùng lúc giống nhau á, thì độ phân giải của hai cổng là 1080 nha. Mình kết nối vô là tự động xuất hình thôi, không cần cài đặt gì hết nha. Tất cả sản phẩm bên shop đều được bảo hành bằng tem 3 tháng, 1 đổi 1 nếu như có lỗi từ nhà sản xuất nha. Rồi, em chào mọi người ạ.